đời con sẽ trở thành một nhân chứng tin mừng, sẽ loan đi tới khắp mọi miền bằng đời sống yêu thương nguyện cầu triền miên. Nguyện dâng hiến cho Ngài làm khúc hát cho đời ngọt ngào ôi những tháng vời ngày, lòng yêu thương tha nhân chẳng vơi, và từ đó con xin đi theo Ngài. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Yêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề. Trích sách tiên tri Hô-sê. Đây Thiên Chúa phán: Lúc Israel còn niên thiếu, ta đã yêu thương nó và ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Ta đã dưỡng nuôi Ê-phra-im, ta đã bồng chúng trên cánh tay ta mà chúng không biết ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi. Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ. Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim ta thổn thức trong ta và ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của ta. Ta sẽ không hủy diệt Ê-phra-im, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi. Ta không thích tiêu diệt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia, alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại. Hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.
Khi vào nhà nào các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và vũ bụi chân các con lại. Thật thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, sau khi chọn 12 tông đồ, Chúa trao cái quyền hành cho các tông đồ có quyền chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ và rao giảng tin mừng, thì sai các ngài đi và rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Nước trời đã gần đến với chính Chúa Giêsu Kitô, ngài đã đến trong trần gian và ngài đã loan báo tin vui là Chúa đã đến để cứu độ nhân loại, và Chúa cũng bắt đầu thành lập nước trời với các tông đồ, mà ngài là đầu, những môn đệ là những chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu, để các ngài bắt đầu đi rao giảng và mời gọi mọi người gia nhập vào, để tất cả trở nên chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu là hội thánh của Chúa, là nước trời đã đến, nhưng mà chưa tới lúc viên mãn, vì nước trời đang hình thành. Hình thành tới khi nào được trọn vẹn hoàn toàn theo kế hoạch của Chúa Cha, để trở thành một dân thánh của Chúa, một đại gia đình của Chúa. Nước trời đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu và đang tiếp diễn ở trong thế giới này với chính Chúa Giêsu Kitô, vẫn hiện diện với giáo hội và vẫn tiếp tục mời gọi toàn thể nhân loại có cơ hội gia nhập vào trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội, gia nhập vào đại gia đình của Chúa mà tất cả mọi người là con cùng người cha chung trên trời. Cho nên trao cho các tông đồ có quyền chữa bệnh, cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được sạch và có quyền trừ quỷ, xua đuổi ma quỷ đi. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Không có đòi hỏi tiền bạc hay là bất cứ cái điều kiện nào, mà hoàn toàn trao ban nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong hoặc là bất cứ thứ gì về vật chất. Đừng có quá bận tâm về vật chất, nhưng lo ưu tiên một là loan báo tin mừng của Chúa. Đó là cái mối quan tâm lớn nhất của đời sống một tông đồ của Chúa. Nếu người tông đồ của Chúa mà lo tiền bạc, lo vật chất, lo mang cho thật nhiều đồ, thì dĩ nhiên không thể đi từ nơi này qua nơi kia. Và lo bận tâm, tài chánh, nhà cửa, xe cộ, quần áo, những cái ở bên ngoài, thì được cái gì? Trong khi sứ mạng là loan báo tin mừng của Chúa, một ngày 24 tiếng, mà mỗi ngày chỉ lo ăn, lo ngủ, lo vui chơi, không làm gì cho Chúa hết, chỉ 1-2 tiếng đồng hồ, thì là quá ít, mà phải cả cuộc đời, cả một ngày, dành trọn vẹn cho Chúa, từng ngày một, cho đến suốt cuộc đời, là dành trọn vẹn 100% cho Chúa. Vì Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá rồi. Vì vậy, Ngài mong muốn các tông đồ không có bận tâm chào hỏi ai dọc đường, không có bận tâm mang tiền trong đai lưng, vàng bạc, hoặc là mang đủ thứ đồ, rồi lo chuyện ăn uống mỗi ngày nữa, mà hoàn toàn chỉ lo công việc của Chúa. Và đến nơi nào thì tìm những gia đình xứng đáng để ở lại đó cho tới lúc ra đi. Và đến nhà nào thì chào bình an cho nhà này, mang bình an của Đức Kitô đến cho gia đình đó. Nhưng mà nếu ai không tiếp rước thì ra khỏi nơi đó vũ bụi chân lại, để chỉ cho biết là mình không có trách nhiệm được, mình đã đến để loan báo tin mừng của Chúa rồi, nhưng mà họ không đón nhận, đó là quyền của họ. Ngày nay chúng ta biết có rất nhiều người không có muốn đón nhận được. Họ từ chối,
họ không muốn gặp gỡ nữa. Và như vậy thì cái trách nhiệm thuộc về tự do của họ. Nhưng mà Chúa cũng nói là thành Sodoma và Gomorra, họ không được loan báo tin mừng của Chúa, họ đã phạm tội, họ đã bị hủy diệt. Nhưng mà những người từ chối lời mời gọi của Chúa thì bị xét xử nặng nề hơn, bởi vì Chúa đã đến, đã mời gọi, nhưng mà con người không có muốn lắng nghe. Chúa vẫn tôn trọng cái tự do của con người, nhưng mà chính những người đó chịu trách nhiệm về phần mình. Họ đã có cơ hội lãnh nhận ơn thánh của Chúa, nhưng mà họ từ chối, thì đó là tự do của họ. Không ai có thể bắt buộc tự do của người khác. Ở đây, Chúa Giê-xu đã sai các tông đồ đi và đã báo trước cho những thành, những nơi mà họ từ chối Chúa Giê-xu. Không phải họ từ chối các tông đồ thôi đâu. Những môn đệ của Chúa mà bị từ chối là từ chối chính Chúa Giê-xu. Và từ chối Chúa Giê-xu là từ chối đấng đã sai Chúa Giê-xu đến là Thiên Chúa Cha. Vì vậy chúng ta ý thức tất cả mọi việc Chúa đã làm, đã sắp xếp rồi, đã mời gọi rồi, nhưng mà con người quá bận tâm và chỉ chú ý tới những gì là cuộc sống chóng qua của trần gian này thôi, chứ không phải là chính Chúa. Do đó chúng ta ý thức cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đang lo đủ thứ chuyện của trần gian. Ai cũng phải lo tiền bạc để có tiền lo cho những nhu cầu nhà cửa, xe cộ, điện thoại, xăng phải đổ, đồ ăn mỗi ngày. Những nhu cầu rất là chính đáng. Nhưng mà những nhu cầu đó, cái nào là tốt nhất? Chúng ta hãy xét coi. Nếu mà ăn uống bình thường thì tốn phí bao nhiêu? Và đa số người ta trả cho những nhu cầu nhiều khi nó ngoài cái nhu cầu của con người. Vì vậy chúng ta biết một cuộc sống mà chỉ có hoang phí thì sẽ không bao giờ là đủ. Mà một cuộc sống đơn giản như Chúa Giê-xu đã sống thì mọi sự mỗi ngày đều dư thừa, vì Thiên Chúa có quyền năng trên vật chất và Ngài sống một đời sống đơn giản, một đời sống hết sức là đơn sơ khó nghèo. Chỉ xin hàng ngày dùng đủ thôi. Có bánh ăn, có nước uống mỗi ngày. Có trái cây, có cá để ăn. Và đó là đời sống của Chúa Giê-xu, rất là đơn giản. Và Ngài cũng muốn các tông đồ không có bận tâm chở bao nhiêu là đồ đạc cho cái cá nhân của mình, thì sẽ tốn bao nhiêu là giờ giấc cho những cái công việc đó. Đời sống của chúng ta càng đơn giản, càng bình an, càng hạnh phúc hơn. Một đời sống mà quá bận tâm về vật chất thì rất là khổ, bởi vì cuộc sống nó chỉ có giới hạn bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu năm ở trên trần gian thôi, mà chúng ta chỉ lo những cái chóng qua mà không lo loan báo tin mừng của Chúa. Nước trời đã đến gần rồi, mà con người thì mãi mê những chuyện chóng qua của trần gian, không muốn sống cho công dân của nước trời, thì chúng ta sẽ làm công dân của nước nào đây? Của hỏa ngục đời đời? Hoặc là con cái của Thiên Chúa? Chúng ta có quyền lựa chọn, và lựa chọn của chúng ta nó đi vào cõi đời đời, chứ không phải chỉ có một thời gian ở trần gian mà thôi. Vì vậy, ưu tiên một cho phần rỗi linh hồn của mình và loan báo tin mừng của Chúa, để cho thế giới này mỗi ngày một tốt hơn, và cuộc sống của chúng ta mấy chục năm ở trần gian, nhưng mà nó đi tới cùng đích tối hậu của mình. Và khi có Chúa ngay ở trên trần gian, chúng ta cũng đã được bình an, vì Chúa đồng hành với chúng ta, và Ngài dẫn đưa chúng ta qua những khúc quanh của lịch sử. Chúng ta đừng sợ, nhưng hãy tín thác vào Chúa, như các tông đồ ra đi mà không cần phải mang tiền bạc hoặc là mang đủ thứ đồ đạc, mà chỉ có một đôi dép, một đôi giày để mang đi, một cây gậy.
rồi đến đâu gặp cái gì người ta cho thì ăn cái đó. Vì người thợ thì đáng được nuôi ăn, và mình đã lãnh nhận nhưng không thì loan báo nhưng không cho mọi người. Và còn hơn nữa là làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa bằng chính đời sống của chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, như bài đọc 1. Tiên tri Hô-sê đã nói, quả tim của Chúa thổn thức và ruột gan Ngài bồi hồi. Ngài không theo cái cơn giận đâu, mà Ngài muốn cho mọi người được sống hạnh phúc. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi, ta không thích tiêu diệt. Chúa muốn mọi người được sống và sống hạnh phúc, chứ Ngài không muốn hủy diệt con người. Dù con người tội lỗi, Chúa đã từng thanh tẩy một lần, nhưng mà ngày nay nhân loại chúng ta cũng đầy tội lỗi. Chúa không muốn hủy diệt mà chỉ muốn cứu độ. Chúng ta hãy đến với Chúa để tâm hồn của chúng ta được mở ra cho Chúa. Chúng ta tìm kiếm Chúa và làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được lãnh nhận những hồng ân của Chúa ở giữa trần gian. Khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta quan tâm tới nhau, khi chúng ta làm những gì tốt nhất cho nhau, và nhất là mang mọi người đến với Chúa Kitô, mang lời Chúa đến cho mọi người, để mọi người có cái củ ăn tinh thần cho linh hồn của mình. Và một khi lời Chúa đã thấm vào lòng người rồi, thì Thánh Thần của Chúa sẽ tác động cho nó lớn lên trong bình an, và mọi người được hạnh phúc vì có Chúa là vua tình yêu đang ngự trị ở trong tâm hồn mọi người. Và đó là điều mà các tông đồ phải làm, mỗi người chúng ta phải làm, để tiếp tục cho thế giới ngày hôm nay không còn sống trong chiến tranh hận thù đau khổ nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa, là Thiên Chúa cứu độ chúng ta, là đấng tạo thành chúng ta, là đấng đã cho chúng ta hiện hữu ở trên trần gian này. Chúng ta tin vào quyền năng yêu thương của Chúa. Chúa là đấng thánh. Ngài không muốn tiêu diệt, mà Ngài muốn cứu độ, chữa lành, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy tin vào lời của Chúa Giêsu Kitô đã trao cho các tông đồ, để các tông đồ và những người kế vị có quyền trên ma quỷ, có quyền để chữa lành bệnh tật, có quyền để sống một đời sống mới với Chúa ngay từ ở giữa trần thế này, để thể tiếp tục ở bên kia thế giới với Thiên Chúa tình yêu. Có như vậy, đời sống của chúng ta ngay giữa trần thế này đã bắt đầu cuộc sống thiên đàng, vì có Chúa ở với chúng ta, vì có Chúa yêu thương và muốn cho từng người chúng ta được bình an và hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Cho nên chúng ta đừng sợ những kẻ ở giữa trần thế hành hạ, chống đối, nhưng hãy sợ chúng ta không có liên kết mật thiết với Chúa vì tội kiêu ngạo, vì những ích kỷ, hoặc là bất cứ tội lỗi nào đều làm cho chúng ta bị xa cách Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa trước tiên là cùng đích duy nhất của đời mình. Từ đó chúng ta mới nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để chúng ta được bình an và hạnh phúc. Amen. Rằng lòng mình tự có, còn đâu hay chăng tình Ngài dìu lối cho con miệt mài bao tháng năm dài, lời hứa nào theo bước con hoài. Xin yêu mãi với trọn lời hứa.
tôi đời nào đâu nghĩ tới. Xin cho con luôn nguyện cầu tình Chúa thương con nhiệm màu, dâng những lo sầu cùng với ngàn mơ ước mới sau. Hứa gì khi thân phận con chỉ là tao tám của Ngài, một lời nguyện xin yêu mãi với trọn lời hứa không phai. Tháng ngày bàn tay dệt đan, lời kinh tiếng hát cung đàn dâng lên như một câu hứa đi cùng Ngài dẫu ngàn nguy khó gian nan. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 11 tháng 7, lễ Thánh Biển Đức, Viện Phụ. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Biển Đức, Viện Phụ qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Benedicto, tổ phụ các dòng tu bên Tây Phương. Biển Đức, theo tiếng Latin là Benedictus, có nghĩa là được chúc phúc. Sinh khoảng năm 480 tại Norcia, Umbria, trong một gia đình La Mã, dòng họ Anicia.
70 năm sau khi quân đội Visigothor của Alaric vây hãm thành và 4 năm trước Odoacre, vua người Hercules, hạ bệ vị hoàng đế La Mã cuối cùng và chứng kiến sự xuống dốc của nền văn minh phương Tây do làn sóng tràn ngập của các dân Man Di, đặc biệt của người Goth, do Totila lãnh đạo. Hai nguồn chính về cuộc đời Thánh Biển Đức là cuốn Dialogue, đối thoại của Thánh Gregorio cả và cuốn Quy luật của chính Thánh Nhân. Cuốn Dialogue thâu nhập các phép lạ được coi là do Thánh Nhân thực hiện. Giá trị của các phép lạ này tùy theo thẩm quan và cách thức phê phán của mỗi người, nhưng cung ứng cho chúng ta những sự kiện quý giá. Cha mẹ ngài có lẽ thuộc vào hàng quý tộc ở miền quê. Lúc nhỏ, cha mẹ cho ngài ăn học ở địa phương, lớn lên tại gia đình, gần gũi gia đình để dễ đào tạo tánh tình đức hạnh. Năm 14 tuổi, ngài được gửi tới Roma để bổ túc việc học. Các độc giả ngày nay có thể ngạc nhiên khi thấy có chị vú nuôi Cyrilla của ngài đi theo. Sự suy đồi của Roma làm cho người thiếu niên nhà quê này khiếp sợ dẫu có vú nuôi đi theo. Thánh Nhân trốn khỏi kinh thành 2 hay 3 năm sau đó, tìm nơi thanh vắng, sống đời ẩn tu tịch mạc. Cùng với vài người đạo đức, ngài lưu lại ít lâu ở Enfide, cách Roma 35 dặm. Sau đó, một mình lên đường, ngài tìm sống đời ẩn dật tu trì. Tại Supiano, ngài gặp một ẩn sĩ tên là Roman. Vị ẩn sĩ hỏi: "Bạn ơi, bạn đi đâu vậy?" "Tôi trốn thế gian và đi tìm cô tịch." Roman khen ngợi ý định đạo đức của Thánh Nhân, khuyên ngài hãy kiên trì và ban cho những lời khuyên nhủ quý báu. Ma quỷ thấy nhân đức của ngài thì tìm đủ cách cám dỗ ngài bỏ đời sống ẩn tịch mà về thế gian, nhưng ngài luôn làm dấu thánh giá xua đuổi chúng. Còn những người muốn sống đời nhân đức trọn lành thì tìm đến nhờ ngài hướng dẫn dạy bảo. Một lần kia, bị cám dỗ nghịch với đức trong sạch, Biển Đức liền cởi áo và lăn mình vào bụi gai đến chảy máu ra. Từ đó, tư tưởng xấu hoàn toàn bị đè nén và không còn khuấy khuất ngài nữa. Danh thơm thánh thiện lan rộng khắp nơi, cả những người quý phái ở Roma cũng đến xin làm môn đệ ngài. Thầy Roman cho ngài một bộ áo nhà tu, là một tấm da cừu, và chỉ cho ngài một cái hang. Nhận bộ áo nhà tu, Biển Đức lần mò tới cái hang ở giữa triền dốc Monte Calvo. Ngài đã giam mình ở đó 3 năm, thinh lặng cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Thực phẩm ngài dùng là rễ cây và ít mẩu bánh. Thầy Roman gửi tới bằng một cái thúng cột dây thả xuống. Tuy nhiên, các mục đồng đã khám phá ra ngài và danh thơm nhân đức của ngài đã lan rộng. Một tu viện gần đó mời ngài về làm bề trên, nhưng khi muốn chỉnh đốn những lạm dụng và muốn áp dụng quy luật, ngài đã bị một số thầy dòng bực tức khó chịu vì không đồng tình với kỷ luật cải cách của Thánh Nhân. Một số tu sĩ tìm cách đầu độc hãm hại ngài. Đến bữa ăn, Thánh Biển Đức làm dấu thánh giá trên chén rượu như thói quen, chén liền vỡ ra. Ngài nói với họ: "Xin Chúa tha thứ cho các anh. Tại sao các anh làm như vậy? Tôi đã chẳng nói với các anh rằng chúng ta không thể sống chung được với nhau là gì. Vậy các anh hãy đi tìm một bề trên khác hợp ý các anh hơn." Rồi Thánh Nhân lại tìm cô tịch để sống thân mật với Thiên Chúa. Dầu vậy, danh tiếng của Thánh Nhân lan rộng tới Roma. Ngài không thể sống cô độc một mình được nữa. Nhiều người tìm đến xin làm môn đệ ngài. Tiếp nhận họ, ngài đã phải thiết lập 12 tu viện nhỏ. Có những gia đình quý phái mang con đến gửi Thánh Nhân. Chúng ta phải kể đến trong số này hai thiếu niên Placide và Mauro là những người sau này đã trở nên các vị thánh. Nhân đức, các phép lạ của thầy dòng cao cả này đã gây nên nỗi ghen tức và cả đến việc vu oan nữa. Thánh Gregorio cho chúng ta biết rằng vì bị một linh mục ghen ghét xua đuổi, Biển Đức phải rời bỏ Subiano. Thi sĩ Marco lại nói rằng ngài đã được Chúa gọi đến Cassino. Dầu thực sự có thế nào đi nữa thì vào khoảng giữa năm 520 và 530, Thánh Biển Đức cùng với vài người bạn đã rời bỏ Subiaco tới Cassino. Trên núi Cassino có một ngôi đền cổ và cánh rừng dâng kính thần Apollo.
Ngài rao giảng tin mừng cho dân cư vùng này và phá rừng khai hoang. Sau khi triệt hạ ngôi đền cổ, Ngài đã thiết lập hai nhà nguyện kính Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Martino. Đó là nguồn gốc của tu viện nổi danh Monte Cassino. Thánh Biển Đức đã sống tại đây cho tới hết đời. Cũng tại đây, Ngài đã trước tác một bộ luật dòng, ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tu trì của giáo hội. Theo luật sống này, một ngày của tu sĩ được phân phối cho ba hoạt động chính là cầu nguyện, học hành và lao động. Người tu sĩ hàng ngày chuyên cần cầu nguyện, siêng năng học hỏi lời Chúa và làm việc chân tay để tự nuôi sống. Thánh Gregorio cả viết tiểu sử Thánh Biển Đức thành 38 chương theo văn phong khoa trương thời đại, để lại 37 năm của thánh nhân ở Norcia. Tác giả trình bày cho chúng ta một Biển Đức chọn câu Ora et Labora, cầu nguyện và lao động. Làm châm ngôn sống, lấy chiếc cày và thập giá làm biểu tượng. Thánh Biển Đức là người bảo vệ nền văn minh phương Tây bằng cách đối đầu với vua Totila, người Ostrogoth. Mọi hoạt động của thánh nhân đều nhằm thi ân. Người ta còn kể lại nhiều phép lạ Ngài đã thực hiện, chẳng hạn như Ngài chữa cho nhiều người phong cùi, trừ quỷ và làm cho nhiều người chết sống lại. Ngài còn được ơn thấu suốt bí mật tâm hồn và bí mật về tương lai. Chúng ta ghi lại giai thoại về cuộc tiếp xúc giữa thánh nhân với vua Totila. Nhà vua muốn kiểm chứng tin đồn rằng thánh nhân biết được những điều bí mật. Ông cho biết mình sẽ đến thăm thánh nhân, nhưng thay vì đích thân đến, ông lại sai một viên chức tên là Rigon, ăn mặc như nhà vua và có đoàn tùy tùng đông đảo. Thánh nhân vẫn ngồi khi thấy ông tới và nói với ông: "Con ơi, cởi áo ra đi, nó không phải là của con." Đến lượt Totila, ông đến thăm người của Chúa. Ông quỳ mọp dưới chân thánh nhân, nhưng đã ngạc nhiên khi nghe Ngài nói: "Hãy giảm bớt những bất công đi, bởi vì ông đã gây quá nhiều sự dữ. Ông sẽ tiến vào Roma cai trị trong 9 năm. Năm thứ 10, ông sẽ từ trần." Lời tiên báo của thánh nhân đã được thể hiện đầy đủ. Ngài còn cho biết rằng tu viện Monte Cassino sẽ bị tàn phá. Lời tiên báo này cũng đã xảy ra. Năm 590, tu viện bị người Comprade cướp phá. Năm 1943, tu viện bị đồng minh tàn phá dữ dội. Thánh nhân bảo các tu sĩ: "Tiên vàn, bạn hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa hoàn thành mọi việc lành mà bạn đã khởi sự, để đấng đã thương kẻ chúng ta vào số con của người sẽ chẳng bao giờ phải buồn phiền vì cách ăn ở xấu xa của ta. Quả thật, bất cứ khi nào ta cũng phải dùng các ơn người ban cho để phụng sự người, để người sẽ không như một người cha nổi giận truất quyền thừa tự của người con, mà cũng không như những ông chủ dữ tợn bực tức thấy công việc xấu của ta mà giáng trên ta hình phạt đời đời, như những tên đầy tớ khốn nạn đã không muốn theo người để được vào vinh quang muôn đời. Thế nên chúng ta hãy trỗi dậy, như lời Kinh Thánh khuyên nhủ: đã đến giờ chúng ta phải tỉnh ngủ đây, hãy mở mắt nhìn ánh sáng đến thần hóa chúng ta. Hãy mở tai lắng nghe lời Chúa nhắn chúng ta hàng ngày. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán, các ngươi chớ cứng lòng, và như chỗ khác người nói, ai có tai thì hãy nghe thần khí phán dạy gì cho các hội thánh." Thánh nhân tiếp tục làm nhiều phép lạ do lòng bác ái thúc đẩy. Vào cuối đời, Ngài được thị kiến, thấy địa cầu chói sáng và linh hồn của Thánh German được các thiên thần đưa về trời. Biển Đức chọn câu Ola et Labora, cầu nguyện và lao động làm châm ngôn sống, lấy chiếc cày và thập giá làm biểu tượng. Thánh Biển Đức là người bảo vệ nền văn minh phương Tây bằng cách đối đầu với vua Totila, người Ostrogoth. Ngài cũng đã thấy linh hồn của em mình là thánh nữ Scholastica về trời như vậy. 40 ngày sau cái chết của người em gái, thánh nhân cho biết về cái chết của mình. Sau khi đào mộ cho mình, thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 547, Ngài từ trần như lời loan báo trước. Khi sắp qua đời, Ngài yêu cầu được đưa tới nhà nguyện. Nơi đây, đứng lên, hai tay hướng về trời, Ngài cầu nguyện và chút hơi thở cuối cùng. Ngay từ thế kỷ thứ 8, người ta đã kính nhớ Ngài ngày 11 tháng 7 như là tổ phụ của các đan sĩ Tây Phương vào năm 1964,
được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 chọn làm thánh quan thầy của Âu Châu. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Biển Đức trở thành nhà hướng dẫn cho những ai đang học cách phụng sự Ngài. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con coi trọng điều gì hơn tình yêu Chúa, và chúng con sẽ được tiến bước trên con đường các giới răn của Ngài với tâm hồn không gì vướng bận. Xin cho chúng con biết vâng theo lời giáo huấn của Thánh Biển Đức, biết trung thành phụng sự Chúa trong việc cầu nguyện và bác ái với anh em. Quy luật của Thánh Biển Đức dung hòa kinh nghiệm tu đức của Thánh Basilô với sự khôn ngoan của người Roma và sự kín đáo của phúc âm. Ngu dốt một cách sáng suốt, hầu biến nó trở thành bản hiến chương cho cái thành trì mới tức là tu viện này. Tại đây, viện phụ là hiện thân cho quyền cha của Thiên Chúa trong một thế giới được sử dụng trong an bình nhờ các sợi dây nối kết của tình ái Đức Kitô. Chúng ta có thể đọc thấy tinh thần quy luật trong phụng vụ bài đọc 1. Họ sẽ tuyệt đối không ưa chuộng gì hơn Đức Kitô. Quy tắc này không phải chỉ dành cho các tu sĩ nhưng liên hệ đến mọi tín hữu, vì mỗi người ai cũng có thể coi gương Thánh Biển Đức nhanh nhẩu bước đi trên những nẻo đường phúc âm trong sự im ái của tình yêu và con tim không hề vướng bận. Sự đồng tâm nhất trí giữ anh em và tâm hồn được bình an thư thái là hai yếu tố hoàn thành tất cả đời sống cộng đoàn. Các tu sĩ dòng Biển Đức luôn tìm cách lan tỏa tình bác ái huynh đệ ra chung quanh bằng việc giúp con người tự hoàn thiện nhờ lao động, kể cả lao động chân tay và lòng hiếu khách. Trong tông huấn của Đức Phaolô thứ 6, khi công bố Thánh Biển Đức làm bổn mạng châu Âu thì Ngài cầu xin ơn hiệp nhất và an bình. Roma được hưởng một giai đoạn an bình với Theodoric và Cassiodore cho đến năm 526. Chiến thắng của Kitô giáo Roma đối với làn sóng man dân đứng đầu là Totila trở thành biểu tượng của sự hiệp nhất tan rã nay đã được tìm lại. Việc tìm lại các giá trị nhân bản của giá trị Kitô giáo đã cứu vãn nền văn hóa châu Âu, trong khi hoàng đế Justinian cùng với những cuộc chiến tranh dữ dội và bất tận của ông cũng như nghị sĩ Cassiodore đã thất bại. Cassiodore vẫn sống trong ảo tưởng rằng nền văn hóa La Mã cũng như nền triết học của nó sẽ muôn đời vĩnh tồn. Một ca văn của Pierre Le Venerable, viện phụ Cluny, viết rằng Thánh Biển Đức đã dạy muôn dân biết phục tùng luật lệ và các ước nguyện của Đức Kitô. Tinh thần quy hướng vào Đức Kitô của Thánh Biển Đức vốn cũng là một thứ nhân bản đích thực đã dung hòa tính siêu việt của lời cầu nguyện Ora với việc làm của con người Labora. Vì như Thánh Gregorio viết, Thánh Biển Đức nhờ biết cân nhắc mọi sự cách chín chắn đã nắm được đầy đủ tinh thần tất cả những người ngay lành. Không có chi cầu hận, chẳng có gì hiên dâng. Chúa ơi, con tìm đến để nhìn Chúa thế thôi. Trong sương mai diệu vời, bàn thờ hy lễ mới, lời ca thánh chơi vơi, hoa nến chiều sáng ngời. Trời mây từng áng ngần trôi, để nhìn Chúa thế thôi, vài cánh thạc rã rời, giáo đường đứng bồi hồi. Để nhìn Chúa thế thôi, ngày qua đêm đến vội, nước mắt và mồ hôi. Để nhìn Chúa trời hợp môi, thập giá in lẻ loi. Không có chi cầu khẩn, chẳng có gì hiến dâng. Chúa ơi, con tìm đến để nhìn Chúa thế thôi.
đất cúi xuống ngậm ngùi để nhìn Chúa. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Phép lạ Thánh thể Ophida. Máu thánh tuôn trào lần thứ hai ở Lanciano năm 1273 qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Những nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này là một đôi vợ chồng mới cưới, Ricciarella và Giacomo, Stasio, con lừa và một mụ phù thủy. Thật ra, hôn nhân của họ đã không được Thiên Chúa chúc phúc. Chính ra khi đã thành vợ chồng, hai người phải nên một, nhưng họ đã sống riêng rẽ, đơn độc. Giacomo không hề để ý chăm sóc yêu thương vợ. Trái lại, chàng chỉ biết đến con lừa và coi nó hơn vợ mình. Trong khi đó, chị Ricciarella khao khát một đời sống lứa đôi tốt đẹp. Chị nghĩ, nếu vợ chồng chị yêu thương nhau thắm thiết thì hạnh phúc biết bao. Chị đã không bao giờ để ý đến việc trả thù về cách đối xử tàn tệ của chồng đối với chị, cho dù chị biết rằng chồng chị đã phản bội và đi ngoại tình với người khác. Sức chịu đựng của Ricciarella có hạn và nàng mong muốn một đời sống ấm êm bên người chồng lý tưởng. Để đạt mục đích này, chị đã nhờ đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này nổi tiếng trong việc mang lại sự kích thích tính dục cho những đôi vợ chồng hờ hững trong việc chăn gối. Thế rồi, mụ ta truyền cho Ricciarella như sau: hãy đi rước lễ, nhưng đừng nuốt. Đem mình thánh về nhà, đặt trên bếp và đốt thành tro. Sau đó, lấy tro bỏ vào rượu hoặc canh, rồi đưa cho chồng uống. Chị sẽ thấy chàng bị kích thích và khiêu dâm cực độ như mèo cái kêu gào tìm đôi. Xong đâu đó hãy cho ta biết hiệu quả. Mụ phù thủy vừa truyền lệnh xong, máu trong tim Ricciarella chạy dồn dập. Chị bị một hấp lực thúc đẩy mạnh mẽ và hành động rất nhanh lẹ việc quái ác này. Tuy nhiên, vì là người Công giáo, nàng đã được dạy dỗ giáo lý cẩn thận, nên chị biết đây là một tội phạm thánh. Vì vậy, chị đã phải vật lộn với lương tâm không ít trước khi quyết định thực hiện một hành động tình ác này. Sau cùng, chị đã quyết định quá táo bạo và mù quáng. Chị đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước Chúa. Tim chị đập mạnh trong lúc
chị lặp đi lặp lại âm mưu toan tính mình sẽ thực hiện. Tới giờ hiệp lễ, Richarella ra vẻ như một thiên thần nhỏ lên rước mình thánh Chúa. Sau khi lãnh nhận mình thánh, chị liền quay khỏi vị linh mục để có thể lấy mình thánh Chúa ra khỏi miệng. Chị còn cẩn thận liếc lia lịa xung quanh xem có ai thấy hành động của mình không. Xong đâu đấy, chị vội rời nhà thờ và chạy nhanh qua các đường phố Lanciano cho đến khi tới nhà. Hai bàn tay bỗng rung lên rất mạnh. Chị vội nhóm lửa và đặt nồi đất lên. Khi nồi rất nóng, chị vất mình thánh vào nồi và mình thánh bắt đầu cháy khói. Tâm hồn bị dày vò, chị không thể nào nhắm mắt được và quên đi hành động quái ác chị đang thực hiện. Nhưng một sức mạnh vô hình thúc đẩy chị tiếp tục công việc điên cuồng này là chị quá mơ ước được chồng sẽ thương yêu và chăm sóc mình tận tình. Bỗng nhiên, mình thánh Chúa hóa nên thịt đỏ tươi và bắt đầu chảy máu quá nhiều. Lạ lùng hơn nữa, chính giữa miếng thịt đó vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng tấm bánh thánh và máu tiếp tục tuôn chảy từ tấm bánh thánh. Chị hốt hoảng lo sợ và không biết phải làm sao. Trong khi đó, máu Chúa cứ chảy ra đầy hết đáy nồi và bắt đầu trào lên một cách nhanh chóng. Chị vội lấy sáp ong và đất đổ vào nồi. Sáp ong và đất đầy nồi, nhưng máu vẫn thấm qua đất và sáp ong tràn lên tới miệng nồi. Hoảng hốt, chị chộp vội chiếc khăn trải bàn và bọc xung quanh nồi. Phần vân không biết phải bỏ ở đâu, chị liền chạy ra chuồng lừa, đào một lỗ dưới đống phân lừa. Chị chôn cái nồi cùng với thánh thể và khăn bàn. Chiều hôm ấy khi chồng về, Giacomo nhận thấy con lừa tỏ thái độ bướng bỉnh khác thường. Nó nhất định không bước chân vào chuồng. Giacomo đã dùng mọi cách, nào vỗ về, nào vuốt ve, rồi đẩy, nhưng tất cả đều không kết quả. Con lừa cứ đứng sừng sững nhất định không vào chuồng. Sau cùng, Giacomo lấy roi và bắt đầu quất lừa. Lừa đau đớn rống lên thảm thiết và miễn cưỡng đưa chân vào trong chuồng. Con vật nằm xuống gần nơi đống phân như trong tư thế tôn thờ một vật gì. Giacomo từ trước đến nay không bao giờ trách mắng và xử tàn nhẫn với Richarella. Nhưng từ khi biến cố con lừa khó vâng lời xảy ra, Giacomo trách mắng vợ vì thái độ của con lừa, đổ tội cho chị đã bỏ cái bùa mê hoặc vào chuồng lừa. Giacomo nổi khùng quật chị túi bụi bằng cây roi chàng đã dùng để quất con vật. Thế là cuộc sống hỏa ngục bắt đầu từ đây. Richarella cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chị bắt đầu lấy làm lạ. Tại sao mụ phù thủy lại có sức mạnh tàn khốc như vậy? Những điều hứa hẹn đã không thấy. Thật là tiền mất tật mang. Tai hại hơn nữa, sự chung thủy và yêu thương gần gũi nhau càng ngày càng trở nên tệ. Trong khi đó, chị mỗi ngày càng cảm thấy cắn rứt vì mang nặng tội lỗi quái gở. Richarella đã sống trong tình trạng này trong 7 năm. Tính tình chị đổi khác thường và trở nên tức giận với mọi việc, mọi người. Cách cư xử của chồng càng ngày đối xử với chị càng tệ. Điều này làm cho chị tin đó là một hình phạt của Thiên Chúa giáng phạt trên mình chị. Chị thất vọng cực độ. Chị không thể nhận thấy rằng Thiên Chúa sẽ mãi mãi tha thứ cho mình. Nỗi rầy rứt nhất chị cảm thấy là đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Chị xúc phạm một tội không thể tha thứ. Sau cùng, chịu không được, chị ước muốn đi xưng tội để giải thoát sự đau khổ trong trái tim và linh hồn. Nhưng khổ nỗi, chị thiếu tin tưởng và tự ái quá ác. Chị nghĩ, mình không có can đảm chấp nhận sự hổ thẹn khi xưng thú tội tày đình này với linh mục. Sau cùng, trong thời gian ròng rã suốt 7 năm, chị sống như người không hồn. Richarella đã mạnh dạn liên lạc với vị tu viện trưởng của tu viện Augustino gần nhất
ở Lanciano. Vị tu sĩ này quê quán ở Afida. Chính ngài đã giúp đỡ chị tận tình và giải thoát chị. Thế rồi Richirella đã xưng thú hết trọng tội của mình với vị linh mục. Ngài đi theo chị về nhà. Họ đi thẳng vào chuồng lửa, đào qua lớp phân đã bị chất đống lại hơn 7 năm. Khi vị tu sĩ này thấy chiếc khăn và mở ra, ngài thấy dưới đáy nồi, mình Thánh Chúa đang chảy máu nhưng không hề bị hư hỏng chút nào trong mấy năm qua. Ngài lấy khăn và chiếc nồi đất chứa đựng mình Thánh Chúa mang đi. Ngài không nói cho ai biết đến biến cố này. Richarella cảm thấy khuây khỏa vì tội ác của mình không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhờ vậy, hai vợ chồng chị cảm thấy gắn bó và thông cảm với nhau hơn. Trong khi đó, để tránh liên lụy đến Richarella, vị tu sĩ đó mang phép lạ thánh thể ra khỏi thành phố Lanciano. Ngài muốn sự vinh hiển của phép lạ thánh thể sẽ được tôn vinh mãi mãi. Không muốn bị quên lãng, nên ngài đã đưa về thành phố Ophida, quê hương của ngài. Cũng vì lý đó, vị linh mục xin phép các bề trên rời khỏi tu viện. Vài ngày sau, ngài rời Lanciano cách âm thầm. Ngài mang mình Thánh Chúa đến cha Michael Malicani, tu viện trưởng tu viện Thánh Augustino ở Ophida. Cha Malicani ôm lấy phép lạ như sản nghiệp vô giá của Ophida và lập tức xây một nhà thờ để tôn kính phép lạ thánh thể này. Đây là năm 1280, 7 năm sau khi Richirella đã phạm tội phạm thánh. Cha Malicani di chuyển rất nhanh. Ngài và một tu sĩ khác đến Venice đặt mua một mặt nhật mà sau này trở thành nhà chứa đựng phép lạ thánh thể. Họ thuê một người thợ vàng làm việc đó trong bí mật. Sau khi làm xong, cha Malicani đã đặt phép lạ thánh thể vào và hai tu sĩ khác liền trở về Ophida bằng thuyền. Nhưng lúc đó, người thợ vàng quyết định tiết lộ cho công tước thành Venice, tức là chính địa phương tại đó, biết bí mật. Rất ước ao lấy lại phép lạ thánh thể cho riêng tỉnh của mình. Công tước ra lệnh lấy thuyền đuổi theo và chặn lại chiếc thuyền đang đưa hai tu sĩ và phép lạ thánh thể trở về Ophida. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp. Trong lúc thuyền của công tước đuổi gần tới thuyền chở hai tu sĩ, thình lình biển Adriatic động mãnh liệt và hai tu sĩ thoát nạn. Hai tu sĩ tạ ơn Chúa và họ đổ bộ lên bến Ancona, an toàn trở về tu viện tại Ophida. Mặt nhật được đặt trong nhà thờ Ophida và phép lạ thánh thể còn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. Trong giây phút này, nhiệm mầu ơi cao quý Chúa ơi, Chúa đang hiến thân hiện diện trong bánh thánh. Con xin sắp mình thờ lạy con Thiên Chúa dấu yêu. Con xin chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa tình yêu. Chân Chúa Giêsu nhân ơi, hãy xót thương con ngài ơi, cho con yêu mến hết băn khoăn. Từ đây nguyện Chúa giúp con được một lòng tin yêu Chúa, mến thương người mãi mãi tôn vinh. Khen Chúa đến muôn đời. Trong giây phút này, nhiệm mầu ôi êm ái.
con xin sắp mình thờ lạy con Thiên Chúa Chí Nhân. Con xin chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Chân Chúa Giêsu nhân ơi, hãy xót thương con. Ngài ơi, cho con yêu mến hết băn khoăn. Từ đây nguyện Chúa giúp con được một lòng tin yêu Chúa, mến thương người, mãi mãi tôn Chúa đến muôn đời. Ca khen Chúa đến muôn đời. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe hành tích Thánh nữ Rita Cassia, Saint Rita, Patron Saint of the Impossible. Nguồn từ catholiccompany.com và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Faustina Thu Thảo, Teresa Mai Phương, Cecilia Vân Yên và Phêrô Đức Thành. Lời mở đầu. Thánh nữ Rita, năm 1381-1457, đã là một trong những vị thánh phổ biến nhất trong giáo hội Công giáo qua nhiều thế kỷ. Bà được gọi là thánh của những trường hợp vô vọng, impossible, vì sự đáp ứng tuyệt vời của bà cho những người cầu xin, cũng như các sự kiện đáng chú ý trong cuộc sống riêng của bà. Thiếu nữ Rita muốn trở thành một nữ tu, nhưng vâng lời cha mẹ già của mình, cô kết hôn. Chồng bà là nguồn gốc của nhiều đau khổ cho bà. Ông đã cư xử tàn nhẫn với bà, làm nhục bà, nhưng bà đáp trả lại phản bội mình bằng lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn, tha thứ vì tình yêu Chúa. Bà cư xử tốt với anh ta. Cuối cùng, anh ta đã được chuyển đổi sau một thời gian, trở thành người rất quan tâm đến người khác và kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông đã bị kẻ thù ám sát. Rita phát hiện ra rằng hai con trai đang nghĩ đến việc trả thù giết người cha của chúng. Bà ấy sợ rằng chúng thực hiện một hành động tội lỗi như vậy. Để cứu linh hồn của chúng, bà can đảm cầu xin Thiên Chúa cất chúng đi trước khi thực sự phạm tội trọng như vậy. Không lâu sau đó, cả hai đứa con trai sinh đôi này đều đã lần lượt qua đời, sau khi chuẩn bị để đối mặt với Thiên Chúa. Còn lại một mình, không cha, không mẹ, không chồng, không con, bà Rita hiến mình chuyên chăm cầu nguyện, sám hối và làm các việc bác ái. Sau một thời gian,
bà xin vào dòng tu Thánh Augustino trong tỉnh Casa. Bà đã bị từ chối 3 lần liên tiếp, nhưng sau khi cầu nguyện tha thiết với 3 thánh bổn mạng đặc biệt, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Augustino và Thánh Nicholas Tolentino, bà được nhận vào dòng cách lạ lùng và được phép ở lại tu viện Thánh Madalena năm 1411. Trong tu viện, cuộc sống của Sơ Rita đã được đánh dấu bởi đức bác ái lớn lao và việc đền tội nghiêm ngặt. Lời cầu nguyện của bà cho người khác đạt được những chữa trị đáng chú ý, giải thoát khỏi ma quỷ và các ơn đặc biệt từ Thiên Chúa. Để bà có thể chia sẻ nỗi đau của mão gai Chúa, Chúa đã cho bà một chiếc gai gây vết thương đau đớn trong trán bà. Vết thương đó cực kỳ đau đớn và phát ra một mùi khó chịu, nhưng bà coi là một ân huệ lớn lao. Bà cầu nguyện rằng: "Ôi Chúa Giêsu yêu thương, xin gia tăng sự kiên nhẫn cho con khi Chúa gia tăng đau khổ cho con." Vết thương kéo dài suốt phần còn lại của cuộc đời thánh nữ. Bà qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1457 ở tuổi 76. Mọi người đổ xô đến tu viện để tỏ lòng tôn kính của họ. Phép lạ vô số đã diễn ra qua lời cầu bầu của bà, và lòng sùng kính lan rộng khắp nơi. Thi thể của bà đã được giữ không hư nát qua nhiều thế kỷ và xông ra hương thơm ngọt ngào. Phần lớn thân xác của bà vẫn không bị hư hại, bao gồm trán bà, người ta có thể nhìn thấy vết thương gai. Ngày nay, trong một quan tài thủy tinh hàng kín đặt trong nhà thờ Thánh Augustino tại tỉnh Casa, nước Ý, nơi những người hành hương đến cầu nguyện và xin phép lạ. Có rất nhiều huyền thoại về cuộc đời của Thánh nữ Rita, tất cả đều phi thường, nên gần như không thể quyết định giữ lại chuyện này, bỏ qua chuyện kia. Những gì bạn sẽ đọc trong những trang sau được Linh Mục Giuse Sicardo trình bày trong cuốn sách tên là Thánh Rita Casia, vị thánh của những trường hợp vô vọng. Casa Umbria và sự vĩ đại của thành này. Casa nằm trong địa bàn tỉnh Umbria. Tỉnh này ở trung tâm nước Italia, Ý. Thủ phủ của tỉnh là Perugia, một thành phố thật đẹp bên cạnh sông Tiber, với nhiều dinh thự to lớn. Trong đó có một nhà thờ tráng lệ được xây dựng trong thế kỷ 14, có bức tranh nổi tiếng của Baroccio và các bức tranh khác. Nhà thờ này còn sở hữu một bản thảo có giá trị trong thư viện rộng lớn của nó, là cuốn Tin Mừng Thánh Luca, viết lại vào thế kỷ thứ 6. Umbria còn nổi tiếng với danh dự của con cháu nó, một lòng đạo đức công giáo. Khu vực này có thể nói rằng nó lưu giữ đức tin cho các thánh. Umbria không chỉ là một khu vườn tùm các loại trái cây và hoa trong thiên nhiên tuyệt đẹp như tranh vẽ, nhưng nó được biết đến
như là một đền thờ thánh thiện, bởi vì nó là nơi sinh của rất nhiều vị thánh nổi danh lừng lẫy của nước Ý và vinh quang của giáo hội Công giáo. Thánh Benedicto, Thánh Francisco Assisi, Thánh Claire. Chỉ riêng dòng thánh Augustino đã có 8 vị thánh. Một trong số đó tất nhiên là Thánh Rita Casia, viên ngọc quý Umbria. Lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Casia nằm xa Roma 75 dặm, ở phía đông nam của Umbria, nằm trong dãy núi Apennines. Trong Casia có một nhà thờ giáo xứ đẹp dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria và một số nhà dòng tu. Dòng Augustino có 3 nhà, một cho nam tu sĩ và 2 cho nữ tu. Một tu viện nữ được đặt tên Thánh Rita, tu viện kia mang tên Thánh Lucia Đồng Trinh, tử đạo trong cuộc đàn áp khốc liệt thời Diocletiano. Trong số các cây hương nam trên núi Lebano của dòng Augustino, cây thánh Rita vượt trên tất cả về cuộc sống tuyệt vời của bà. Những phép lạ được ban qua lời cầu nguyện của bà sẽ cho thấy rằng Thiên Chúa thực tuyệt vời trong các thánh của Ngài. Và Thánh Rita thực là vị thánh cứu giúp các trường hợp không còn cách cứu hoặc vô vọng, impossible. Thánh Rita chào đời. Rocco Porina là làng nhỏ nằm ngoài Casia 3 dặm. Rocco nằm cạnh một con sông nhỏ trong thung lũng được tách ra từ các ngọn núi liền kề một vách đá. Vị trí trông giống hệt như một hình nón cách hoàn mỹ. Một truyền thống nói rằng khi Chúa Giêsu chết trên đồi Calvary, một trận động đất chia những tảng đá của ngọn núi gần Casia và vách đá đặc biệt này vẫn còn tách ra từ dãy núi. Do đó, Porina được gọi là Rocco Porina. Cha mẹ Thánh Rita. Trong ngôi làng này, vào năm 1309, có một vài gia đình mộ đạo sinh sống. Ông Antonio Massini và bà Amata Ferri là những nông dân khá giả. Mặc dù không giàu, họ bố thí rộng rãi cho người nghèo và sống một cuộc sống khiêm tốn trước Thiên Chúa. Thực tế, họ chính là các vị tông đồ của Chúa tại Rocco Porina, bởi vì họ đã dạy những người hàng xóm của họ bằng lời nói và gương sáng để cứu các linh hồn, kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, cũng như xa lánh tội lỗi và nết xấu. Câu chuyện đầy đủ công việc tông đồ của cha mẹ Thánh Rita chỉ một mình Thiên Chúa biết đến. Tuy nhiên, một trong những chương của nó đã được sử biên niên của dòng Augustino lưu truyền. Cha mẹ Thánh Rita, ông Antonio Massini và bà Amata Ferri có một căn nhà dành riêng cho việc cầu nguyện, một nơi tôn nghiêm của sự thánh thiện, phù hợp hoàn hảo các lệnh truyền của Thiên Chúa và giáo hội. Họ suy gẫm mỗi buổi sáng và buổi tối về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.
cả hai có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là mẹ vô nhiễm nguyên tội. Từ nhiều dặm xung quanh, ông bà được biết đến qua lòng nhân từ và nụ cười rạng rỡ của họ đối với những người túng thiếu, qua ảnh hưởng thận trọng và nhẹ nhàng của họ, những gia đình bất hòa được chữa lành và những linh hồn thờ ơ lãnh đạm với tôn giáo trở lại với tình hữu nghị của Thiên Chúa. Họ đã có lòng nhiệt thành cứu các linh hồn. Bất cứ khi nào cần thiết, họ sẽ tìm cách để đến với kẻ tội lỗi mà không ngại phạm người ta, nói năng cách tử tế và tiếp tục cho đến khi dù người tội lỗi cứng đầu nhất cũng đã được lay chuyển để ăn năn. Sống giữa sự bình an, thánh thiện và hạnh phúc, họ chỉ thiếu một niềm vui là có một đứa con. Mặc dù họ đã cầu nguyện nhiệt thành và họ đã cao niên, sau cùng, Thiên Chúa đã ban sự ưu ái mà Ngài đã ban cho Thánh Anna và ông Thánh Gioan-kim, một đứa con vào cuối cuộc sống. Một đêm, trong khi Amata đang cầu nguyện, một thiên thần hiện ra với cô trong một thị kiến và nói với cô rằng ý Chúa sẽ cho họ sinh một người con gái mà ngay từ khi sinh ra, cháu đã được ghi dấu sự thánh thiện, có năng khiếu với mọi nhân đức và rằng cháu sẽ là người trợ giúp trong những trường hợp vô vọng. Là trạng sư của người bị áp bức, là một ngôi sao hướng dẫn bầu trời của giáo hội. Các nhà viết tiểu sử Thánh Rita cho biết, bé sinh vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 5, năm 1381, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ Sáu. Thánh Rita cũng đã qua đời vào ngày thứ Bảy, 22 tháng 5. Đó là một ngày dành riêng kính Đức Mẹ. Một số các vị thánh khác đã qua đời vào ngày lễ Đức Mẹ, vào ngày thứ Bảy, tháng 5, không phải là tình cờ. Dân làng coi ngày sinh con như một phép lạ vì cao tuổi của bà Amata. Một vài ngày sau khi sinh, diễn ra việc lãnh bí tích rửa tội cho con em. Cha mẹ em đặt tên cho con. Ông Antonio muốn đặt tên cho con là Rita, bởi vì đó là tên được đưa ra trong thị kiến của vợ là bà Amata. Vì vậy, bé đã được rửa tội vào ngày thứ Tư sau khi sinh, trong nhà thờ Đức Mẹ ở Casa, vì Rocco Perina không có giếng rửa tội. Vào thời điểm đó, Rita đã không phải là một tên được biết đến với một vị thánh. Nhưng kể từ thời điểm đó, tên Rita ngọt ngào đã được đặt cho nhiều bé gái công giáo. Một số người nói rằng Rita là một tên vắng từ Margarita. Nhưng vị thánh không được rửa tội với tên Margarita, nhưng Rita. Vì vậy, chúng tôi biết đó không phải là một điều nghịch lý. Ngay sau khi rửa tội, Thiên Chúa chứng thực bởi một điềm báo đơn giản rằng tên của Rita không phải là sáng chế của con người, mà đúng hơn là nguồn gốc từ trời cao. Thank you.
những con ông bí ẩn. Ngày thứ năm, sau khi sinh Rita, ngay sau khi lãnh phép rửa tội, một đàn ông không hiểu từ đâu tới, như đám tuyết rơi lả tả. Chúng bay lơ lửng kêu vo ve xung quanh khuôn mặt dịu dàng như thiên thần của bé Rita. Khi bé nằm lặng lẽ ngủ trong nôi, các con ong đậu trên môi và ra vào miệng bé đang hé mở mà không làm hại em hoặc làm cho em thức giấc. Tất cả những người chứng kiến hiện tượng này đều nghĩ rằng nó ngụ một bí ẩn nào đó, mặc dù họ không thể hiểu được. Trong những năm sau, Rita đã được biết ý nghĩa của bí ẩn trên đơn giản theo cách hiểu của mình và sự ngọt ngào thiêng liêng nổi tiếng của cuộc đời chị. Những con ong còn ngụ ý cuộc phong thánh cho chị bởi Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 sau này. Sau nhiều trăm năm, đàn ông vẫn còn tồn tại trong tu viện Maddalena, trong một kẻ hở nhỏ trong bức tường giữa đường đi từ phòng thánh Rita tới nơi đặt xác bà. Màu sắc của ong là ong thông thường, ngoại trừ chúng không có nọc độc. Chúng sống ẩn cả năm, trừ vài ngày cuối cùng của tuần thánh. Sau đó, chúng về tổ, rồi bay ra trở lại trong ngày lễ kính thánh Rita. Một lần, người ta đem đến cho Đức Giáo Hoàng Urban thứ 8 tại Điện Vatican một vài con ong đó, nhưng nó không ở lại điện mà bay trở về tu viện Maddalena. Những năm đầu đời bé Rita. Ngây thơ và trinh khiết là hai nhân đức chị em đồng hành không thể tách rời. Trong thực tế, sự ngây thơ và trinh khiết liên quan mật thiết mà chúng xuất hiện như một nhân đức. Mặc dù tự nhiên trong giai đoạn phôi thai, sự thực hành của hai nhân đức này là hiệu quả ân sủng của Thiên Chúa. Được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan từ trên cao, Antonio Mancini và Amata Ferri, cha mẹ đạo đức của Thánh Rita, theo dõi với sự chăm sóc yêu thương hàng ngày khi con còn thơ ấu. Họ coi con nhỏ của họ như một món quà từ thiên đàng ban cho, kết quả của một ân sủng đặc biệt, và con của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Do đó, chúng ta có thể nói một cách an toàn, mà không có bất kỳ sự sợ hãi quá đáng, là Rita Mancini bắt đầu là một vị thánh và sống một cuộc sống siêu nhiên từ khi lãnh bí tích rửa tội. Khi linh hồn của cô đã được ơn Thánh Chúa làm cho đẹp đẽ. Những nhân đức ngây thơ và trinh khiết đã được bắt rễ sâu trong tâm hồn trong sáng của Rita. Em đã có sự ngây thơ và độ trinh khiết thật tuyệt vời từ thời ấu thơ. Hai đức tính này được phản ánh trên khuôn mặt thiên thần của cô. Mỗi lời cô nói đều tỏa hương thơm, hướng linh hồn về cùng Thiên Chúa hơn là về loài người. Quả thực, bé Rita đã thực sự là một cây quý được Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, với những yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa ban xuống như sương mát của ân sủng rơi nhẹ nhàng trên cô
mọi nơi, mọi lúc. Cô choàng cả hai nhân đức, ngây thơ và trinh khiết. Thiên thần bản mệnh của cô luôn đồng hành bên cô và dẫn nhi nữ của mình dọc theo con đường khôn ngoan nhất. Cũng như Thiên Chúa không cho phép cô thực hiện bất kỳ hành động hoặc giải trí, suy nghĩ nào không hợp thánh ý và công việc không hợp với người. Do đó, không phải là một vấn đề bất ngờ mà đầy tớ nhỏ của Thiên Chúa khác với những đứa trẻ khác trong những năm đầu của cô. Ở tuổi nhỏ, hầu hết trẻ em quen chơi đùa và giải trí với những con búp bê và đồ chơi khác. Nhưng Rita không tìm thấy niềm vui trong trò chơi, đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng bé Rita không hòa nhập với các trẻ em trong lứa tuổi của mình. Trái lại, cô cũng như những trẻ em của Roccaparina, và dù không tham gia các trò chơi của họ, nhưng cô vui khi nhìn thấy chúng chơi đùa. Khi lớn lên, thay vì mong muốn có mặt trong những buổi đi dạo chơi, hội hè với các bé gái cùng tuổi, Rita thường thích sống một mình. Nhiều khi, mẹ cô muốn cô ăn mặc theo thời trang mỗi ngày, cô lại vào ẩn trong góc kín của căn nhà để cầu nguyện và chiêm ngắm các màu nhiệm của Thiên Chúa, đặc biệt là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Một lòng sùng kính, cô đã được hưởng từ cha mẹ đạo đức của cô. Chúng ta không nên coi chuyện em Rita không thích mặc trang phục hay không làm đẹp như không vâng lời cha mẹ. Trái lại, cô là em bé rất vâng lời. Em yêu cha mẹ già rất tha thiết, và nhiều lần em đã quỳ xuống đầu gối của mẹ em, nghe những lời khuyên thánh thiện của mẹ, như bé Maria vô nhiễm nguyên tội xưa, quỳ ở đầu gối bà Thánh Anna, mẹ bé. Do đó, những gì có thể có vẻ coi như Rita bất tuân lời cha mẹ là chứng cớ chắc chắn em làm theo ơn trên, chống lại những hư hỏng mà nhiều cha mẹ đã vun trồng, chiều chuộng trong trái tim con cái mình. Một trong những thích thú của bé Rita là theo cha mẹ đến nhà thờ. Và khi em bước vào nhà của Thiên Chúa, là em như đã tìm kiếm nơi nghỉ ngơi êm dịu nhất. Em lặp lại kinh kính mừng là lời chào của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, chào Đức Mẹ, mà em đã học thuộc lòng. Thiên Chúa đã cho em hiểu biết rõ ràng về mầu nhiệm nhập thể của Chúa. Bé nhắm mắt lại để linh hồn chiêm niệm sâu sắc về mầu nhiệm cao cả này. Thông thường, trong khi dự thánh lễ, mặt cô hiện ra thay đổi, đôi khi trở nên vui, đôi khi trở nên buồn. Những biểu hiện vui buồn tỏ ra cô vui mừng như thế nào được ở trong nhà của Chúa, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, và buồn khi cô nghĩ về tội mình mà Chúa phải chết cách ô nhục trên thánh giá. Ước gì khi ta dự thánh lễ, ta có thể cảm nghiệm trong lòng niềm vui, nỗi buồn như vậy. Bé Rita cũng có một tình yêu và tình cảm cho người nghèo. Tại bàn ăn, bất cứ khi nào mẹ cô đặt trên đĩa của cô phần ăn gia đình, cô ăn một phần, còn một phần cô giữ lại cho trẻ em nghèo hàng xóm. Điều này đã thành thói quen của bé Rita, và chắc chắn
cô thấy hạnh phúc hơn trong việc cho đi một phần bữa ăn của mình hơn là giữ lại cho mình ăn hết. Những người dân tại Roccaporina, khi họ nhìn thấy sự khác nhau như thể nơi bé Rita Mancini với những đứa trẻ khác trong làng, và khi họ quan sát thấy rằng cô càng lớn càng trở nên thánh thiện hơn, họ tôn trọng và tôn kính cô không như một đứa trẻ, nhưng đúng hơn là một người tuổi trưởng thành trong đức hạnh. Đặc biệt là các bà mẹ làng Roccaporina, khi dạy con nên nhân đức, đã luôn nói với con gái nhỏ của họ, coi Rita Mancini như gương sáng. Danh tiếng đời sống thánh thiện bé Rita không giới hạn trong khu vực hẹp của Roccaporina, nhưng trở thành nổi tiếng và đã được nói tới rất nhiều nơi các thị trấn và làng mạc của Umbria, đặc biệt là đã làm dân cư của nơi sinh khiêm tốn của cô vui mừng. Họ bắt đầu nhận ra những gì đã được dự đoán từ cái nôi của em và của đàn ông trắng như tuyết bay ra bay vào miệng em. Cuộc sống trẻ của Thánh Rita được coi như cuộc sống thiên thần nơi thế gian, tuy chưa được miễn những sự bất toàn của con người. Lạy Thánh Rita, trạng sư uy quyền của con sắp mình trước Chúa Giêsu bạn trăm năm của Ngài, là Thiên Chúa của Ngài và của chúng con. Thiên Chúa đã ban muôn ơn cho Ngài để Ngài ban lại cho chúng con. Ước gì bông hồng ngọt ngào được chúc phúc, gợi lại những tác động mến yêu của Ngài trước hình ảnh đấng cứu chuộc chịu đóng đinh và trong lúc Chúa qua đời. Con tin rằng nay Ngài đang ở trên trời, xin chia sẻ cho con những ơn lành Chúa đã sắm sẵn cho những ai cầu khấn Ngài. Thánh Rita, hoa hồng mầu nhiệm các nhân đức, cầu cho chúng con. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện với tác phẩm Thánh nữ Rita Garcia xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý thính giả nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Một tình yêu lạ lùng, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia. Sông du hát câu tình ca, Chúa thương con nhiều. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý khán giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Bằng chứng cho tình yêu đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần gian.
một tình yêu lạ lùng, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con rất dịu, rất chứa trong tình mùi tiêu thắm đầu. Tình nào yêu con, đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất. Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu. Chúa muốn đời con là khúc nhạc tình. Con lên hàng bạn thân, cùng con liên kết trong tình yêu giao ước. Chúa chiếm đoạt con bằng Thánh Linh dịu êm, Chúa quyến rũ con bằng tiếng gọi tình. Một tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã con dắt dìu dẫn đưa trong tình mùi yêu thắm nồng. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dắt dìu dẫn đưa trong tình mùi.